mũi trưởng long đăng hình nhắc nhở hậu hoàng không được quên ngày này trong sa nhập ngũ. Hình ảnh cho thấy nếu mũi trưởng hậu hoàng thành đôi, con tương lai đều sẽ thành soái ca mỹ nữ. Sau 13 tập phát sóng, mũi trưởng long hậu hoàng vẫn là cặp đôi giữ phong độ được đẩy thuyền nhiều nhất sa nhập ngũ. Qua từng tập phát sóng, các fan đều chăm chỉ soi từng tình tiết cho thấy mũi trưởng và thái nhạc chế dành tình cảm cho nhau. Đội ngũ sản xuất chương trình cũng chính là thuyền trưởng tích cực ghép đôi cả hai. Vì quá yêu thích cặp đôi này, một fan ruột mới đây đã dùng phần mềm ảnh tiên đoán nhan sắc con tương lai của cả hai. Hình ảnh cho thấy nếu mũi trưởng và hậu hoàng thành đôi, con của cặp đôi sẽ đều là những mỹ nam, mỹ nữ, sở hữu những nét đẹp riêng từ cả bố lẫn mẹ. Quý tử tương lai của mũi trưởng hậu hoàng được nhiều người nhận xét có nét lai dương dương và ốc trách đòn 2PM. Trong khi đó, con gái tương lai của cặp đôi lại giống mỹ nữ Nhật Bản. Một số bình luận của cư dân mạng: thế hệ F1 đẹp xuất sắc thế này, đẹp muốn xỉu up xỉu đào, thuyền cập bến nhanh đi, hóng lắm rồi. Wow, các cháu dù trai hay gái đều lấy nét đẹp rất riêng từ bố và mẹ. Hậu hoàng hả hê khi được netizen chế ảnh trả đũa mũi trưởng long về vụ chặt ngói. Có vẻ như hậu hoàng cũng rất ghim vụ chặt ngói này. Trong tập 13 sa nhập ngũ, hậu hoàng cùng hai nữ chiến binh Kỳ Xuyên, Diệu Nhi thực hiện màn khí công dùng tay không chặt ngói. Là người lựa chọn thử thách với số ngói thấp nhất, một miếng nhưng không thành công, hậu hoàng bị mũi trưởng long trêu. Đồng chí Thúy Hậu rất mạnh mẽ, chọn một viên nhưng không vỡ viên nào cả. Viên ngói của tôi không vỡ một vị trí nào, chứ rất mẻ. Không những bị mũi trưởng long trêu ghẹo mà hậu hoàng còn phải nhận hình phạt chống đẩy. Chính vì vậy, cư dân mạng đã thay mặt nàng YouTuber nghĩ ra thuyết âm mưu để trừng trị mũi trưởng, nào là găng tay thả nót, tay của người nhện. Có vẻ như hậu hoàng cũng rất hào hứng với trò ghép ảnh này nên đã chia sẻ lại trên trang cá nhân. Trước đó, cô nàng cũng tự rửa thù cho bản thân bằng cách đăng bức ảnh tự chế hài hước mình bắt nạt ngược lại mũ trưởng với lời khẳng định chắc nịch. Quân tử trả thù 10 năm cũng chưa muộn. Ảnh chế của hậu hoàng khiến fan cực thích thú, còn mũ trưởng long lại cay cú. Không đập được ngói thì quay sang đập tôi à. Bên cạnh đó, ngay trên Instagram, mũ trưởng long cũng không buông tha cho cô nàng. Anh nhắc nhở chuyện không chặt được ngói của hậu hoàng, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày chặt ngói không vỡ một viên của hậu hoàng. Màn tương tác của cả hai được người qua đường nhiệt tình thả like. Cuối cùng thì Khánh Vân cũng làm cho giang hồ ra khoai về mối quan hệ với chú ngạn Pha Kè. Trong chương trình sa nhập ngũ, bên cạnh thuyền hậu hoàng mũi trưởng long, cặp đôi Khánh Vân, chú ngạn quân ngũ Dương Tiến Toàn cũng được fan đẩy thuyền kịch liệt. Tuy nhiên, nếu như hậu hoàng mũi trưởng long liên tục phát cầu lương khiến con dân ghen tị, thì dường như cặp Khánh Vân, đồng chí Toàn lại có dấu hiệu xịt ngóm. Mới đây nhất, nàng trai long của mắt biếc đã chính thức nói rõ về mối quan hệ với chú ngạn Pha Kè để mọi người ngừng đẩy thuyền. Khánh Vân chia sẻ một bức ảnh chú ngạn nhân lúc mọi người không để ý đã liếc mắt đưa tình với một đồng chí nữ khác. Cộng đồng mạng bắt ghen dùm tôi, đừng tưởng đứng sau lưng tôi thì muốn làm gì là làm đâu nha. Mà nói chứ, đã là trà long thì mãi mãi không có được ngạn đâu. Không theo Hà Lan thì cũng đi đuổi ong bắt bướm thôi, mọi người đừng cắt công chèo thuyền nữa. Nhiều fan chèo thuyền cặp đôi này tỏ ra rất buồn trước tuyên bố của cô nàng. Thôi thì đành gặm nhấm lại cầu lương của Khánh Vân và chú ngạn Pha Kè trong những tập trước để xoa dịu cơn đau vậy. Khánh Vân tự nhận mình là con diều để chú ngạn Pha Kè thả khi bị quay vòng vòng trên không. Khánh Vân đã tưởng tượng phân cảnh này sẽ rất lãng mạn, nhưng cuối cùng thì trà long Khánh Vân chưa bao giờ khiến khán giả hâm mộ thất vọng về độ lầy lội, nhất là khi cô nàng trở thành một mảnh ghép của sa nhập ngũ 2020 và ở tập 12 cũng không ngoại lệ. Khánh Vân cùng các chị em được thực hiện đu dây từ tòa nhà cao tầng xuống dưới đất. Theo như tưởng tượng của nữ diễn viên mắt biếc, cô nàng cùng chú ngạn Pha Kè sẽ diễn lại phân đoạn lãng mạn nhất trong phim Người Nhện. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, Khánh Vân đã bị quay vòng vòng trên không và chú ngạn phải mất một thời gian mới đưa cô nàng xuống được. Cuối cùng, phân cảnh đáng ra lãng mạn lại được Khánh Vân ví như đang thả diều. Thế nhưng, hình ảnh Khánh Vân được dây bảo hộ bao quanh người, đồng chí ngạn thì đỡ người xuống, khiến bất kỳ ai cũng nhớ đến cảnh trong tập một bộ phim Hạ cánh nơi anh đỉnh đám. Đội ngũ editor cũng thật có tâm khi phát bài hát Photo of My Man, OST6 của Hạ cánh nơi anh. Cảnh hợp, nhạc hợp thế này bảo sao fan không tích cực đẩy thuyền. Khánh Vân thích thú khi được ôm chú ngạn Pha Kè tại sa nhập ngũ. Đừng có thách kiểu này nữa, vui lắm á. Có lẽ cái ôm Khánh Vân không phải là hình phạt mà là phần thưởng dành cho chú ngạn Pha Kè.
trong tập 11 Sa nhập ngũ. Khán giả được thưởng thức những màn cầu lương không những giữa Mũ Trường Long, Hậu Hoàng mà còn đến từ vị trí của Khánh Vân, chú ngạn Pha Kè. Cụ thể, khi thất bại trong trò chơi nối từ ở giờ giải lao thao trường, chú ngạn Pha Kè đã bị đồng đội đưa ra hình phạt với lời thách phải ôm Khánh Vân. Trước lời thách thức của mọi người, anh chẳng ngần ngại quyết định tiến đến chỗ Khánh Vân để trao cái ôm. Khánh Vân cũng sẵn lòng đứng dậy ôm chú ngạn Pha Kè. Nam Thương nghi ngờ chú ngạn Pha Kè có xì nhàn trước với đồng đội để được ôm Khánh Vân. Không những thế, Trà Long lại cực thích thú khi được ôm chú ngạn Pha Kè. Cô chia sẻ trên story, lần sau đừng có thách kiểu này nữa nha, vui lắm á. Gì chứ cái này thách cả ngày cũng được, con tim em còn dám bắn cơ mà.